Chắc hẳn ai trong chúng ta từng nghe qua cái tên Elon Musk hay là Tesla đúng không? Và bạn biết tới họ qua lời đồn rằng đó là siêu tỷ phú bá đạo nhất hành tinh cùng hãng xe điện top một thế giới của ông ta. Vậy bạn đã biết câu chuyện lịch sử gây dựng lên một đế chế của họ chưa? Hôm nay cùng mình tìm hiểu nhé! Trước khi Tesla trở thành đế chế trong thế giới xe điện, Ford đã lâu là ông lớn thống trị với các dòng xe điện EV nổi tiếng trong thập kỷ 90. Ford không chỉ giữ vững vị thế trong lĩnh vực xe điện mà còn là một trong những ông lớn của ngành ô tô xăng, chiếm lĩnh đến 60% thị trường ô tô toàn cầu. Sức mạnh và uy tín của Ford khiến nhiều người tin rằng không có đối thủ nào có thể vượt qua và đe dọa đến vị thế của họ. Tuy nhiên, một cú hích lớn đã xuất hiện khi một công ty tên là Tesla ra đời vào năm 2003. Đã vượt qua Ford sau hàng thập kỷ thống trị và tạo ra một bước ngoặt lớn trong ngành xe điện cả tại Mỹ và trên toàn cầu. Làm thế nào mà một công ty tương đối nhỏ có thể vươn lên và thống trị thị trường xe điện trên khắp thế giới? Đó chính là câu chuyện về sự đổi mới, táo bạo và tầm nhìn tương lai của Tesla mà đã giúp họ trở thành kẻ thống trị thế giới xe điện. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những yếu tố quyết định sự thành công của Tesla. Bắt đầu với sự hình thành của Tesla, công ty này không phải là sáng lập bởi Elon Musk, mà là do Martin Eberhard và Mark Tappening thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 2003 tại San Carlos, California, Hoa Kỳ. Năm 2005, Elon Musk gia nhập Tesla với tư cách là một nhà đầu tư, mang theo tâm huyết và khát khao thay đổi mọi thứ tốt hơn. Ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, đưa ra tầm nhìn sản xuất xe điện mang phong cách và sức mạnh thể thao cao cấp cho người giàu. Sau đó chuyển sang sản xuất các loại xe điện phổ thông, nhắm tới thị trường toàn cầu càng sớm càng tốt. Mở màn cho sự thay đổi, vào tháng 2 năm 2008, Tesla giới thiệu chiếc Roadster, mẫu xe thể thao điện đầu tiên có thể cạnh tranh với các xe xăng về hiệu suất. Trong khi nhiều người nhìn nhận Tesla như một hãng xe non trẻ mới, chiếc Roadster lại làm thay đổi cách nhìn về xe điện. Nó không chỉ là chiếc xe đầu tiên sử dụng pin lithium-ion mà còn có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3,7 giây, với phạm vi lái khoảng 400 km. Với những thành công này, Roadster đã chứng minh rằng Tesla có thể chiếm lĩnh thị trường xe điện. Từ năm 2008 đến tháng 3 năm 2012, Tesla đã bán được 2.250 chiếc Roadster ở 31 quốc gia. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức tài chính, nhưng sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn của Elon Musk đã giúp Tesla vượt qua những khó khăn này. Không chỉ làm được điều đó, mà Tesla còn tiếp tục đổi mới và mở rộng hoạt động kinh doanh. Vào năm 2010, Tesla Motors chính thức ra mắt và mở cửa nhà máy sản xuất, điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của công ty. Trong tháng 6 năm 2010, Tesla chính thức ra mắt công chúng thông qua việc phát hành 13,3 triệu cổ phiếu, trở thành doanh nghiệp xe hơi phát hành cổ phiếu thứ hai tại Mỹ sau Ford từ năm 1956. Chỉ sau 4 năm, Tesla đã chiếm được một nửa giá trị chứng khoán toàn cầu so với các đối thủ lớn. Năm 2009, Daimler mua và sau đó bán lại 10% cổ phần trong Tesla. Tuy nhiên, năm 2007, Tesla gặp phải khó khăn tài chính lớn, dẫn đến việc phải sa thải 10% nhân viên. Khi Elon Musk trực tiếp trở thành giám đốc điều hành vào năm 2007, ông tiếp tục sa thải thêm 25% nhân viên nhằm kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp. Tốc độ tiêu tiền của Tesla vượt kiểm soát, khiến trang web chuyên ô tô The Truth About Cars thiết lập một đồng hồ đếm ngược có tên là Tesla Death Watch, dựa trên thời gian còn lại cho đến khi Tesla hết tiền mặt và phá sản. Tuy nhiên, Elon Musk với quỹ riêng và lợi nhuận từ việc bán xe đã cứu được Tesla khỏi tình trạng cạn kiệt tiền mặt. Ngày 26 tháng 3 năm 2009, Tesla giới thiệu mẫu sedan chạy điện đầu tiên, Model S, tại trụ sở Hawthorne, California. Model S thế hệ đầu có thể chạy được hơn 400 km mỗi lần sạc và tăng tốc từ 0 lên 96,5 km/h trong 5,5 giây. Đến ngày 12 tháng 5, Tesla vượt mốc 1.000 đơn đặt hàng Model S. Vòng gọi vốn 40 triệu đô la Mỹ giúp Tesla vượt qua thời kỳ đen tối nhất, mặc dù cần nhiều nguồn lực hơn để phát triển công nghệ pin. Tháng 5 năm 2009, Daimler quyết định đặt cược vào công ty khi đổi 50 triệu đô la Mỹ lấy 10% cổ phần. Hai công ty cùng nhau phát triển pin và hệ thống lái điện. Tháng 6 năm 2009, Tesla còn được vay 465 triệu đô la Mỹ từ Bộ Năng lượng. Số tiền này được Tesla hoàn trả vào năm 2013.
nhờ vay được tiền và giữ được chữ tín trả hết nợ ngược lại cho Bộ Năng lượng, mà cũng trong năm 2013, chiếc xe Model S chính thức được ra mắt mở bán với công chúng. Chiếc xe có giá bán tại thị trường Mỹ là hơn 72.000 đô la Mỹ. Mức giá này vẫn chưa đáp ứng mục tiêu trở thành những chiếc xe phổ thông, nhưng nó đã cải thiện rất nhiều so với mức giá bán 200.000 đô la Mỹ của mẫu Tesla Roadster. Nó giành được giải thưởng xe hơi của năm do MotorTrend bình chọn. Năm đó, Model S đã vượt qua Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series và tất cả những chiếc sedan sang trọng khác. Cùng thời điểm công bố mẫu Model S, Tesla cũng thực hiện IPO, niêm yết lên sàn chứng khoán. Những nhà đầu tư rất lạc quan về tương lai của Tesla, được dự báo sẽ trở thành thương hiệu thay thế rất nhiều thương hiệu khác, như cách mà Apple từng làm với Nokia hay Google với Yahoo. Tháng 3 năm 2020, Model Y được giới thiệu và nhanh chóng thu hút sự chú ý với khả năng kết hợp giữa hiệu suất và tiện ích. Với một lần sạc đầy, chiếc xe có thể đi được khoảng cách lớn, thường đạt từ 315 đến 330 dặm, khoảng 506 đến 531 km, tùy thuộc vào phiên bản và điều kiện lái xe. Model Y không chỉ là một chiếc xe điện thông thường, mà còn nổi bật với khả năng gia tốc ấn tượng. Việc sử dụng công nghệ động cơ điện kép giúp xe có thể tăng tốc từ 0 đến 97 km/h chỉ trong vài giây. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm lái xe mạnh mẽ mà còn đảm bảo sự linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng trong mọi điều kiện đường. Trong quá trình phát triển, Tesla đã đối mặt với nhiều thách thức và gặp phải nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, với sự kiên trì và tinh thần đổi mới, công ty đã vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thành công của Tesla không chỉ là kết quả của sản phẩm xuất sắc mà còn là do công ty không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, tự lái và pin năng lượng đã giúp Tesla tạo ra những sản phẩm vượt trội và tạo nên sự khác biệt trong ngành công nghiệp ô tô và năng lượng. Elon Musk không chỉ là nhà đầu tư mà còn là người quyết định quan trọng trong sự thành công của Tesla. Với tầm nhìn táo bạo và sự quyết đoán, ông đã đưa công ty đi đến những thành công lớn và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với ngành công nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, Tesla cũng gặp phải nhiều áp lực từ việc cạnh tranh. Một đối thủ đáng kể đến là BYD. Build Your Dreams là một công ty Trung Quốc thành lập vào năm 1995. BYD đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới với hơn 130.000 xe bán ra trong năm 2020. Công ty này không chỉ sản xuất các loại xe điện cá nhân, mà còn tập trung vào các loại xe buýt và xe tải điện. BYD được coi là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Tesla bởi vì nó có nhiều ưu thế về quy mô sản xuất, chi phí và thị trường nội địa. Một trong những sản phẩm mang tính cạnh tranh mạnh mẽ của BYD đối với Tesla chính là dòng xe điện BYD Han. Ra mắt vào năm 2020, BYD Han không chỉ là một chiếc xe điện thông thường, mà còn đưa ra nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là hệ thống điều khiển bằng giọng nói và khả năng tự đỗ xe. Đây là những tính năng mà Tesla nổi tiếng và BYD đã có sự cố gắng để đối đầu trực tiếp. BYD Han còn có ưu thế về giá cả, chỉ khoảng 200.000 nhân dân tệ, khoảng 31.000 đô la Mỹ, trong khi Tesla Model 3 có giá khoảng 250.000 nhân dân tệ, khoảng 39.000 đô la Mỹ. BYD Han cũng đã được xuất khẩu sang châu Âu, mở rộng thị trường quốc tế cho BYD. BYD Tang, một mẫu SUV điện, cũng là một sản phẩm có thể cạnh tranh mạnh mẽ với Tesla Model X. BYD Tang không chỉ mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn có thiết kế thể thao và nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Điều này giúp nó cạnh tranh với Model X ở phân khúc thị trường SUV hạng sang. BYD Tang cũng có giá cả hợp lý, chỉ khoảng 300.000 nhân dân tệ, khoảng 47.000 đô la Mỹ, trong khi Tesla Model X có giá khoảng 800.000 nhân dân tệ, khoảng 125.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, BYD Blade Battery là một điểm mạnh nổi bật của BYD trong cạnh tranh với Tesla về công nghệ pin. Với thiết kế dạng lưỡi gươm, Blade Battery không chỉ giúp tối ưu hóa không gian mà còn tăng hiệu suất và an toàn. Điều này làm tăng tính cạnh tranh của BYD trên thị trường pin xe điện, nơi Tesla đang nắm giữ vị thế lớn. Blade Battery có thể chịu được nhiệt độ cao, không bị cháy nổ và có tuổi thọ cao hơn so với pin lithium-ion truyền thống. Blade Battery cũng có thể giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Một mốc thời gian quan trọng là năm 2023, khi BYD ra mắt dòng xe ô tô điện có tên gọi Dolphin. Đây là một đối thủ đáng gờm cho Tesla Model 3 và Model Y, hai dòng xe điện phổ biến của Tesla. Dolphin được thiết kế với phong cách trẻ trung, năng động và thân thiện với môi trường. Chiếc xe này cũng sử dụng Blade Battery, tăng khả năng vận hành và an toàn. Cùng với đó là mức giá chỉ khoảng 150.000 nhân dân tệ, khoảng 23.000 đô la Mỹ, trong khi Tesla Model 3 và Model Y có giá khoảng 250.000 nhân dân tệ, khoảng 39.000 đô la Mỹ và 300.000 nhân dân tệ, khoảng 47.000 đô la Mỹ.
Mặc dù có những thách thức, nhưng với tầm nhìn dài hạn và cam kết với mục tiêu bền vững, Tesla vẫn tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Sắp tới Tesla sẽ cho ra thị trường dòng sản phẩm mới mang tên Cybertruck, hứa hẹn sẽ cung cấp một phạm vi ấn tượng hơn 500 dặm với một lần sạc. Nó có khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 km/h chỉ trong 2,6 giây. Cybertruck có thể kéo được tải trọng lên đến 11.000 pound. Với thiết kế độc đáo với các tấm kim loại phẳng bằng thép không gỉ, chiếc xe có khả năng chịu được tác động của một quả bóng chảy với tốc độ 112 km/h hoặc mưa đá cấp 4. Ngoài ra, Cybertruck còn được trang bị hệ thống treo không khí điều chỉnh điện tử, cung cấp độ cao gầm xe lên đến 432mm. Nó cũng có màn hình cảm ứng trung tâm 18,5 inch và màn hình cảm ứng phía sau 9,4 inch. Với những tính năng và đặc điểm nổi bật này, Cybertruck của Tesla hứa hẹn sẽ mang lại một trải nghiệm lái xe tuyệt vời cho người dùng và giúp Tesla củng cố vị thế bá vương của mình trong ngành công nghiệp xe điện. Tổng kết lại, Tesla đã có một quá trình phát triển ấn tượng và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực ô tô điện và năng lượng tái tạo. Trong tương lai, Tesla được dự đoán sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô điện và năng lượng tái tạo. Với tầm nhìn của công ty và đội ngũ nhân viên tận tâm, Tesla có thể chứng kiến sự mở rộng không ngừng của mình trên các thị trường toàn cầu.